Và món trang bị thứ 5 tôi tin rằng sẽ lại càng khiến cho AMV không thể khỏe lên được khi lên Dao Duy Hồn ở món trang bị thứ 5 này. Chúng ta cũng chẳng phải là những vị tướng quá thiên về hồi phục, nên một món trang bị như vậy cũng sẽ khiến cho đang gặp phải những sự khó khăn và đang lại tiếp tục bị trói lại ở trong sát vực của Bớt LB rồi. Và đó là điểm vào của Ultimate dành cho Bớt LB. Chưa dừng lại ở đây, mặc kỳ bị bắn, hoàn tên lại bắn thoải mái qua ngài dĩ được tao ích. Thắng rồi, vì cái mình thắng rồi. Rất